Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 lần thứ hai diễn ra vào sáng nay, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có diễn biến mới, đã xuất hiện những ca lây nhiễm trong cộng đồng. Do đó, các ngành các cấp của tỉnh Đồng Tháp phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, quản lý chặt chẽ tình hình biên giới, không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh phòng chống dịch bệnh, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 và khẩn trương đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, tăng cường nắm bắt, triển khai các hoạt động chăm lo cho người dân, đặc biệt là Tết Nguyên đáng sắp tới. Các cấp quỹ trực thuộc tỉnh quỹ phải có sự chủ động trong việc triển khai nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Xây dựng các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện, nắm bắt tình hình nhân dân và tư tưởng của đảng viên, chuẩn bị tiến tới đại hội 13 của đảng Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh. Nhằm trang bị thêm kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và các quyền thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cơ bản của hội nhập quốc tế trong thời gian tới. Hôm nay, Quỹ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa nhấn mạnh, hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu của thời đại. Ông Phạm Thị Nghĩa mong muốn các đại biểu, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu của tỉnh cập nhật những thông tin một cách chính thống, tận dụng cơ hội FTA mang lại để hoạch định chiến lược xuất khẩu cho doanh nghiệp mình trong thời gian tới, góp phần đưa hoạt động xuất khẩu của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung phát triển bền vững. Tại hội nghị này, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, trưởng đoàn đàm phán chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế đã chia sẻ chuyên đề những xu thế mới của hội nhập kinh tế quốc tế đánh giá tác động và các khuyến nghị về chính sách hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới đại diện một số vụ cục của bộ công thương cũng đã thông tin chuyên đề hiệp định thương mại tự do thế hệ mới khai thác cơ hội và giảm thiểu thách thức các khuyến nghị đối với tỉnh đồng tháp quy tắc xuất xứ trong hiệp định cptpp và evfta những vấn đề địa phương và doanh nghiệp cần lưu ý Chiều nay, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị tuyên dương thành tích tổ chức cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2019. Năm 2019, ngành thuế tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng thu đạt 8.658 tỷ đồng, so với dự toán tỉnh giao đạt 123%, bằng 125% so với năm 2018. Ghi nhận những thành tích đạt được và những đóng góp to lớn của các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Năm 2019 đã có 310 công ty doanh nghiệp cá nhân kinh doanh giỏi tiêu biểu nhất được tuyên dương tôn vinh về thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế. Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa ghi nhận sự nỗ lực của ngành thuế và các doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong năm 2019, đồng thời chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong năm 2020. Ông Phạm Thị Nghĩa bày tỏ tin tưởng với chiến lược mới và quyết tâm cao, các doanh nghiệp cá nhân kinh doanh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được năm 2019, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, có hiệu quả, cùng đồng hành với các cơ quan thuế thực hiện tốt chính sách nộp thuế, góp phần cùng ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh và các địa phương thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Trong phòng chống dịch bệnh, như khuyến cáo của bộ y tế trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc khử khuẩn tại các khu vực cách ly các khu vực dân cư tập trung nơi công cộng như chợ siêu thị trường học cơ sở sản xuất bến xe bến cảng sân bay ga tàu trên các phương tiện giao thông công cộng đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh